네. 자, 감사. 띠 뭐예요? 땡한? 까다. 가요. 자, 가다. 앙? 먹다. 자, 노이? 마하다. 알아서. 꼭? 공부하다. 배우다, 공부하다. 조이? 했다. 응? 했다. 했다? 했다. 찍다. 기타. 놀다. 논다. 플레이니까 놀다. 독. 있다. 읽다. 읽다. 넷. 쓰다. 그러면, 짜다. 잠깐만, 크게 봐도 될것 같아. 누, 아다, 짜다. 람, 만드다. 만들다, 하다, 무아, 만다. 무아, 사다, 짜다. 반, 만다. 살다, 덩, 능은 논다. 허다, 능은 쳐다. 너이, 안다. 간다, 자이, 다리다. 남, 나무와 거짓 한 만하다. 높다, 늦다. 나이. 냐야. 좀다. 위다. 위다. 위다인데 이거 위로 뛰어 오르다. 노래하다. 롯 lướt qua shopping shopping hả ta쇼핑하다. 옵션 하도 타다 좋아. 수리 hả ta cô chi hả ta Suri하다. 멋지다. cô chi ta짬. 잠만 만지다 오케이. 이거 해봐요. 읽어봐요. 또 넘버원. 뭐. 어제는 회사에 가지 않고 집에서 한국어 공부를 했어요. 아, 또이다 혹 티행한 오 한국 능마 홈과 또이 홍다 람백 땡베 뭐라고 해요? Hôm qua Nhưng tôi đã không đến công ty mà ở nhà học tiếng Hàn. Hôm qua ở trên về xa công ty Thằng cô Kajian không đi làm. Hôm qua tôi đã không đi làm mà ở nhà học tiếng Hàn. ok. Hai, này. Hàn Quốc saram terun kim chi run ha ko han ta ko trok tự nun te Còn nuôi Hàn Quốc kim chi. À, nghe nói tôi nghe nói người Hàn Quốc thức kim chỉ. nè yon orun han su ik tamion mạnh nun quê cúc in tương qua số thung hàn số ít xâm nề ta Núi ban có thể nói tiếng nhau tiếng Anh có thể xuất thông bọn mình bảo là có thể số thung là giao tiếp giáp biết ui huy giáp biết hoa lê hoa giáp biết tuyên là nụ nụ nổi anh về cũng kín người nước ngoài nước nói
Tamion. Nếu nói được tiếng Anh, nếu có thể nói được tiếng Anh, mạng nền về quốc in tương qua thì có thể rất là nhiều người nước ngoài su thông hành su ít Nhiều có người thể rồi. giao tiếp với rất nhiều người nước ngoài. Ok. Bốn. Nà nương mê in ship o bun xích sb no rừng b u nương t si can nương bồ bồn nêm nita. Tôi có mỗi mô mô mười năm thun để hút tờ ban nhà tờ ban tài Nà nương mê in tôi mê in mỗi ngày ship ô bun ship là 15 phút 15 phút spino tiếng Tây Ban Nha bêu nương tê dành ra học học si càn nương bôn nim đi ta dành 15 phút mỗi ngày để học tiếng Tây Ban Nha mỗi ngày. Ok. Năm. Kita dọn sắp hành tê Sony Mani Abayo. Tay âm rất ký văn tôi trôi guitar Nè, guitar, đàn guitar, dọn sắp hành tê. Khi mà luyện tập Sony liên tay tập Mani Abayo rất là đau tay. chắc vào rồi ta ok Check sáu cương, check cương, ít cư mion, chi sĩ kỳ, nọ ro, chinh tàng. đúc sắc là khô thông minh Check cương, ít cư mion, nếu mà đọc sách, chi sĩ kỳ, kiến thức, kiến thức nọ ro chinh tà là mở rộng kiến thức làm việc ok biết nhiều kiến thức. bye Y t in ki rin so bon cho ki ít nào đó em đã biết ý kiến quan trọng rồi in ki qua nhật ký in ki ý ý ký nhật biết ký ý ký đại ký đại ký in kia nhật ký nhạc ký diary là bạn đã từng thử viết nhật ký chưa? chưa bên ta tự ký nhạc ký chưa Viết viết nhật ký biết biết nhạc ký chưa nè tắm nè Harue Miệng xì càn em mua này này nà bao mê bao bao mê nước yếu. Một ngày thì bạn ngủ mấy tiếng? một Ngủ ngày ngủ chặt cha nà ta cha nà yếu Haru. Messi mua này Mỗi ngày bạn ngủ mấy tiếng? bao nhiêu những chính Quê cúc co công bu han tê xúc chê rương cha chu ha si này đó. thì em hút nướng ngồi em khô giật thùng giật xúc chơi vậy đó Quê cúc co công bu han tê xúc chê rừng cha chu ha si na yo. Quê cúc co tiếng học ngoại ngữ khi mà học ngoại ngữ xúc chê bài tập cha bài chu bài thường tam xuyên ha si na yo. Bạn khi mà học ngoại ngữ bạn có thường xuyên làm bài tập không? ok bài tam không
Bài tập không? Ok. Xúc chì, bài tập, cha Bài chu, tập, thường bài xuyên. tập. Ok. Momui. Into ire han bon man siêu bo market c ca so môn còn nương sao dù Tôi đã đi mua đi supermarket để mua sản phẩm mua chút mùi con đồ vật là in chun y rê là một tùng một han tuần bon man chỉ một lần đi một lần. supermarket siêu thị Tôi thấy ca so buôn con rươn sao dù là đi siêu thị một lần trong một tuần để mua mua đồ ở đâu Chà, 이번에는 내가 읽을게니까 한국말로 해봐요. 또이 네. 디덴 과항제 모아도 가게에 가서 문건눈 사요. 네, 반안곰 오냐 항 나이 잣 노. 에 식당 에서 밥은 마식 mà sẽ so một có một một coi dù Né, anh ta nói tiếng Anh và tiếng Pháp rất tốt. cứ nên dọn ao qua brand sự Rồi sao? brand sự o run chăng hai dù Em học tiếng Việt mỗi ngày để cho nên cho học. cho nên về Việt Nam cho nên mê in Việt Nam mò rừng công bu công công bu hề so chan to chan heo Nè, các em nhỏ chơi chỗ chơi ở công viên. ai tên quen so Không no ạ. no co non co Isayo. isayo Nè. Mỗi thôi tôi đọc một cuốn sách cho kỳ đi nụ. mê in Chào cho nên mê băm mê mê bêm cuốn sách. chết cơn han han chọn xa xa chóc kỳ chết cơn han chọn ít sao자러 가기 전에 쪽기 디누 자러 가기 전에 책한권 읽어요. 꽃 자유 가오 중 답에 모바일 론베데 따이 따이 나이. 선생님은 선생님은 우리 우리에게 이 숙제 Phải luôn. sự y숙제 sư Chứ tôi đâu. sư hay sư hay gia hay dù Chứ đâu có sửa cái tay này. Sao môn này làm bếp mệt mỏi? Anh ơi, nếu sao? Mệt mỏi. mệt mỏi him him tro Rồi. in hue
chan sayo. Như sao? Ok. Bạn có thể làm bán pizza tại nhà hàng và các làm theo công thức này. Pizza mandroyo? Vậy Chúng ta nghe sao? xúc mặn bi 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 chan mặn tơ ta Nhà hàng. e bun bắp chip e so chip chip e so ban bi bi ra nương Bạn thứ sĩ sao? mantra soil Các lắm theo công thức này ta ra sao? Công thức bởi công thức qua phun bốc Công bốc, ok. Chỉ số máy tính của mình mỗi kỹ nô cô văn tệ. Sự hiện đã, số, sự hiện. Nona computer computer nun suk che ismion suri Vấn đề sự mình hon charo suri ha hết hiểu. sao yo Ok. À, 이거 우리 했던 거 아니에요? 아, 이거 한 거지. 오케이, 이거 조금 더 해봐요. 아, 네. 아. 오케이. 많이 했네. 아, 으로는 일, 뭐 올까요? 으로. 우로 bằng cách. 우로 luôn giọng o uro mê rượu mê이거 sư TNB 뭐라고 할 거예요? 저는 집 으로 걸어 갔어요. Tôi đi bộ về nhà. 그러면은 tôi đi bộ về nhà할때 배가 이제 으로예요? về qua gọi cá아, 그러니까 배가 으로 về항해서 방에서 về qua으로 cá얘를 또 그렇고 그것도 있지만 으로가 뭐가 있냐면 예를 들어서 뭐뭐로가 있어요 로 어어 또이 어 오케이 오케이 또이디고 왜 야, 오케이. 그러면 배가 상해서 이거잖아요. 배. 왜냐? 왜와 when you come back your home so 아, 배. 네, 그래. 근데 한국어는 이렇게 으로 이렇게 표현해요. 그다음에 로도 있어. 음모로. 예를 들어서 으로로 잠깐만요. 나는 예를 들어서 컴퓨터로 숙제를 했어요. 이거 TNB 뭐라고 해요? Tôi làm bài tập bằng máy tính. 한번 써봐요. 또 làm. Tôi làm bài bằng 말단 숙제. máy bằng 말단. 그러면 tính. bằng이 뭐뭐로 이렇게 되는 거잖아. 네. 이게 한국어는 이렇게 붙여서 쓰는 말이 많아. 이게 한국어가 그러면 이거 망이 뭐뭐를 가지고 메이틴 이거잖아요. 네. 망 같은 의미에. 오케이. 에에서는 뭐가 있냐면 다이. 예를 들어서 친구는 딸 친구는 학교에서
공부하고 있어요. 이거 친구. Chinku là bạn tôi thì học tại trường. Bạn tôi thì đang học tại trường. Anh còn sao Này. Bạn bạn tôi đại tôi. chinh đi đang Trường. học tại cửa trung học. 그러면 Này.여기 그 한국어에서 에서는 따이에 해당하는 거야, 따이. 다이 네. 네, 이거 따이. 네. 맞아요. 애도 있어. 애는 뭐냐면 어디로 향해서 예를 들어서 나는 예를 들어서 집에 책을 두고 왔어요. 왔어요. 책을 놓고 왔어요. 같은 의미예요. 두고 두고는 뭐냐면 놓고 놓다. 아, 또 이제 두고 왔어요. 또 이제 두 통, 녹타, 두고. 뭐라고 써요? 티앵벤 뭐라고 해요? 또이? 두고 네네 두고 티앵벤 두고는 예를 아 들어서 tôi thì ở phía sau chị à tu à tu cô quá tôi đến sau tôi ở I phía sau think tôi had to put my book at my house. 뭐 이런 정도? In my house. I had book my book at my house. Tôi thì đã vào nhà sách. Tôi thì đã my book at my house. Sách tôi vào nhà. Tôi thì để tôi ở nhà. Tôi thì그러면은 đến이게 집에 하면 한국에 뭐 이런 것처럼 어가 되는 거야. 서으니까. Tôi cả là đấy mà nên một số people tôi thì ăn đến tôi ăn nhiều nên no vì tôi đã ăn nhiều nên no vì tôi đã ăn nhiều Vì nên tôi đã ăn nhiều nên no nó ừ. no. 배부르다 nó Bị buồn rồi rồi dù nè bị buồn no. 그러면 예를 들어서 여기 보면 이 vì먹다 어서 이게 이유예요. 이유. EU자, reason reason 그러면 티앵벳은 비 B.하고 낸 비낸 Vì này này이렇게 같이 쓰는 거죠. 비 보이다 앙뉴 낸노 네. 오케이. 하지만 그냥 한국어는 어서 서 이렇게 하면 됩니다. 이 그리고
서 은니까는 예를 들어서 나는 키가 작으니까 볼수 없어요. 이거 생뱃 뭐라고 할까요? À, vì tôi nhỏ, vì tôi lùn nên không thể nhìn thấy. Vì Tôi tôi lùn. lớn lớn nhỏ Không. nên con lớn ý작다예요 lớn Nên. không thể nín tài Nên bị lùn qua Kika chắc tao. à 그러면 B는 이렇게 쓰고 공 t 닌 tài 따이는 왜 붙여요? 하이 와어 보다 보어 아, 닌따이가 보다 아니에요? 닌따이 같이 보다? 네, 같이 보다 아, 그리고 이 하다는 명사하고 하다하고 많이 붙어요. 명사 이거 땡, 아마 그 하다가 땡, 이거 저희 람 있으면 람처럼, 람백 이거처럼, 저희 예를 들어서, 공부하다, 생각하다, 하다. 연구하다, 작성하다, 이런 단어들 많아요. 예를 들어서, 요리하다, 고민하다, 이런 단어 비슷하게 띵벳 있어요? 하다 뭐 이렇게 예를 들어서 람백 람백 chúc cụ hạ tạ bát thị rừng hạ tạ한번 써봐요 조금 비슷한 게 있어요 패턴이 비슷하면 한번 써봐요 chơi đá banh này đá trôi tan banh chút qua đó tôi đảm bảo tổ chức tổ chức nhà sinh nhật này tổ chức sinh nhật bởi bà thì thương bà thì à dương party tạ ada party chơi đá banh chơi đá banh nhờ chúc cụ rừng hà tà ok tôi đảm bảo qua đó tổ chức sinh nhật này à ghi ta ha ta ghi ta chi ta Isahada, chào Chuyên. chơi đàn ghi ta Rồi, đàn guitar. À, guitar를 치다. chi ta ghi ta ghi Guitar를 ta연주하다. 아, Joy라는 단어를 쓸수 있는 거예요. Joy, 다반, Joy, 에, 단, 기타. làm bánh làm bạn làm làm bài tập bạn xúc chê rừng ha ta xuất gia đã bồi rồi làm bài tập làm này bài tập k러면 làm으로 또 하는 거뭐 làm việc도 있잖아 làm việc làm việc일하다 in ha ta làm việc 아니야, 일하다. 남배. 오케이, 오케이. 잠깐만요. 이거, 읽다고 일하다. 이건. 인하다. 일하다. 그것도 하다가 들어가네. 자, 그리고 또 뭐가 있냐면, 나도, 나도, 나도
돈이 필요해요. thì cũng cần tiền.이거 도라는 표현이 있고 Tôi cần mượn tiền. Tôi cũng tôi video hiểu Go. cũng tôi cũng Tôi cũng can chen. Kemudian, na tuan, iron tuisian. cũng To, tuan. cũng nè. 그러면, 예를 들어서, 이렇게도 써도 돼. 나도는 또한인데, 이때 또한은 붙여 쓰는 게 아니라, 나 또한 돈이 필요해요. 이렇게. 또한너 또. 그러면, 나만 돈이 없어요. 이렇게 하면. Chỉ tôi có chỉ tôi không có tiền nên나만 이거 mình chỉ có không mình tôi tiền. không có tiền. 그 이거는 만 이렇게 표현하는데 그러면은 찌는 무슨 뜻이에요? 만만 chỉ man 아, 찌가 tôi không만. 찌 고, 민, chỉ có또이, mình không có tiền. 그러면 찌 고, 민이 다 같은 거야? 만? chỉ man mình tôi là chỉ có Chỉ có mình chỉ có thôi mình tôi tôi Đặt thân gọi nên chỉ có man chỉ có Chỉ có gà man Mình không có tiền 그리고 이런 표현이 또 뭐가 있을까요? 밖에 나 밖에 돈이 있어요. 밖에 오케이. 아, 예를 들어서 나는 천원 나는 만동 밖에 없어요. 나는 만 돈이 만동 부엔디 땡백 땡 chỉ ngoài tôi thì man man동 몸의 는 mỗi một mình tôi몸의 케이 okay. Man tôi뭐아 무이짱 아니 mười ngàn무이냉 tôi chỉ có tôi chỉ có 10.000 tôi chỉ có 10.000 tôi chỉ một ngàn đồng mà k러면 그 밖에는 찌예요? 찌? đồng cũng bạc kia응. man Hả? 이미 미스 해요. 아, 이거 찌하고 또 있지? 찌 이렇게 có 네또 있지? 언니 이거 이거는 뭐 밖에는 오직 이런 의미 있어. 찌 아마 그럼 비슷하다는 얘기겠지?
Ô chị. Thì con Chị mà ô chị. Liêu su đi qua đây À, có thể liên xu có thể là nên cho nên hàng cũ có ro han su ốp bar bar mạnh han su ít sử Barata. Barata. Chelsea. dụng. Tôi có thể nói được tiếng Việt. Tôi. Tiếng Việt. Kronan, 이게 에할 수가 포트인 거예요? 네. 포트. 그다음에 이것도 있을 수 있어요. 이거는 뭘까요? 수, 진수, 진수, 예를 들어서, 사람, 아버지는, 진은, 아버지는, 영어를 말하실 수 있어요. 뭔 차이가 있을까요, 이거? bố tôi có thể nói được tiếng Anh. Xin chào, có thể bố tôi có thể 1분 nói남았네. tiếng Anh. Tôi có thể nói được tiếng Anh. Nhưng cái ý bố tôi, đại Bố tôi. aboji는 có thể nói. 요거는 시가 뭐냐면 시가 Nhìn킹킹 chung. À, kính ngữ.킹노야 킹노. 보태휴 이거. 네. 이거 중요해요. 왜냐면 아버지, 할아버지, 하다, 시, 이렇게 들어가서 표현을 쓰기 때문에 중요해요. 오케이. 몇분 남았으니까 여기까지 해요. 수고했어요. 땡볕. 네. 선생님 감사합니다. 네, 또 봐요. 아이 quá. 네. 이부모 네, 선생님. 이부모 công buồn. Hành xử sao dù. Ok, yeah.